chào tất cả các bạn. Nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta lời giải chi tiết của bài 84 sách giáo khoa trang 99. Đề bài là cho hình vẽ 63 và yêu cầu chúng ta vẽ lại hình này. Có gợi ý là vẽ lại hình tạo bởi các cung tròn xuất phát từ đỉnh C của tam giác đều ABC cạnh là 1cm và nêu cách vẽ. Đấy, thế thì ở đây cô đã vẽ lại cái hình trong sách giáo khoa. Thì các bạn để ý cho cô này. Ở đây là tam giác ABC có cạnh là 1cm. Và người ta đã gợi ý cho chúng ta là bắt đầu vẽ đây. Hình tạo bởi các cung tròn xuất phát từ đỉnh C. Thế thì từ đỉnh C chúng ta vẽ 1/3 đường tròn tâm A. Đấy, bán kính là 1cm. Đấy, đặt tâm là A này. Quay 1/3 đường tròn. Đấy, cắt cái cạnh BA kéo dài tại D. Để chuyện lời giải chi tiết. Này, bước 1 là vẽ 1/3 đường tròn tâm A bán kính 1cm. Vẽ 1/3 đường tròn tâm A bán kính 1cm. Đấy, cắt cạnh BA kéo dài tại D. Đấy, thì ra ta được cung CD. Đấy là bước 1. Bước thứ 2 cũng tương tự. Đấy, lúc này thì D thuộc đường tròn đường kính tâm A bán kính là 1cm nên là AD cũng sẽ bằng 1cm. Đây cũng sẽ dùng bút đỏ viết để các bạn nhìn dễ hơn. Như vậy là AD cũng sẽ bằng 1cm này. Đấy, thế thì tổng độ dài của BD lúc này sẽ là 2cm. Đấy, bước 2 là ta sẽ vẽ đường tròn tâm B, 1/3 đường tròn tâm B bán kính 2cm. Đường tròn tâm B bán kính 2cm. Đấy. Cũng cắt cạnh CB kéo dài tại A. Tại E. Đấy. Thế thì khi đó ta sẽ được cung DE. Rồi, bước thứ 3. Đấy, sau khi vẽ được cung DE thì lúc này là BE chính là đường kính bán kính của đường tròn tâm B bán kính 2cm. Nên là BE cũng sẽ có độ dài là bằng 2. Đấy, lại có CB thì lại có độ dài bằng 1. Nên là tổng độ dài của hai đoạn thẳng này chính là độ dài của đoạn thẳng CE và CE sẽ có độ dài bằng 3cm. Thì bước cuối cùng là chúng ta sẽ vẽ đường tròn 1/3 đường tròn tâm C bán kính 3cm. Đặt con ba ở đây và các bạn quay một đường tròn cũng cắt cạnh AC kéo dài tại F. Vẽ 1/3 đường tròn tâm C bán kính 3cm. Cắt CA kéo dài tại F và ta được cung EF. Đấy, vậy là đã được cái miền gạch chéo mà hình vẽ yêu cầu. Đấy là đối với ý A. Ý B, đề bài yêu cầu tính diện tích của miền gạch sọc. Thế thì diện như cách mà chúng ta dựng hình thì hình này được tạo bởi các cái cung tròn mà chúng ta có công thức tính diện tích của các cung tròn. Và đây cô sẽ nhắc lại nhé. Diện tích của cung tròn N độ là S bằng Pi R bình nhân N trên 360. Đấy, đây công thức.
Đây ạ. Chúng ta có công thức tính độ dài cung tròn là S bằng PR bình nhân N trên 360, trong đó N là độ dài, trong đó N là cung N độ. Đấy. Khi áp dụng công thức này, chúng ta sẽ tính ba cung tròn, diện tích của ba cung tròn. Cộng độ dài thứ nhất này là diện tích của hình quạt CAD là, cô đặt cái này là S1 sẽ bằng 1 pi này nhân R bình. Đấy, cung tròn này thì có bán kính là 1 cm, đúng không ạ? Là 1 bình này nhân N. Thì vừa rồi cách chúng ta dựng là 1/3 đường tròn. Vậy thì góc ở tâm sẽ là bằng 1/3 cả cái góc ở tâm A này. Vậy thì góc CAD sẽ bằng 120 độ, đúng không ạ? 120 trên 360. Và kết quả là bằng 1/3 pi. Đấy là diện tích của hình quạt CAD. Tiếp theo tính diện tích của hình quạt EBD. Là S2 sẽ bằng pi nhân. Đấy. Hình quạt này thì có bán kính là 2, đúng không ạ? Pi nhân 2 bình, cũng vẫn góc ở tâm là 120 độ trên 360 và bằng là 4/3 pi. Và diện tích của hình quạt cuối cùng FCE là S3 sẽ bằng pi. Hình quạt này thì có bán kính là 3 bình 3 cm trên 360 độ và bằng là 9/3 là bằng 3 pi. Đấy, thế thì từ đó diện tích của miền gạch chéo sẽ là diện tích S sẽ được tính bởi S1 cộng S2 cộng S3 và bằng 1/3 pi này cộng 4/3 pi và cộng với 3 pi. Đấy, kết quả sẽ là bằng 5 này, 5 cộng với 14/3 pi. Đấy, đơn vị là cm vuông. Cm vuông và cm vuông. Rồi, chúng ta đã kết thúc được bài toán ạ.